chào quý vị và các bạn. Hàn Quốc vẫn đang chìm trong cơn bão chính trường với đỉnh điểm là việc nhân vật chính trong vụ việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày hôm nay mùng 2 tháng 11 đã phải đề cử tân thủ tướng và bộ trưởng tài chính. Dù không dính tới bê bối chính trị của Tổng thống Park và trong bộ máy chính quyền ở Hàn Quốc, thủ tướng chủ yếu có vai trò về mặt hành chính, nhưng thủ tướng Hàn Quốc, ông Hwang Ki-an đã buộc phải từ chức do áp lực từ nghị sĩ đảng đối lập. Đây là sự thay đổi nhân sự cấp cao nhất kể từ khi bùng phát bê bối chính trị của Tổng thống Park Geun Hye. Mặc dù phe đối lập Hàn Quốc lên tiếng phản bối cuộc cải tổ nội các khi cho rằng bà Park cố tình lái sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, vốn đầy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống xuống mức thấp kỷ lục. Song nhiều người lại cho rằng đây là nỗ lực nhằm tìm cách hạn chế các tác động không mong muốn của Tổng thống Park Geun Hye và khôi phục lại lòng tin khi nhiệm kỳ của bà có thể bị rút ngắn sớm hơn dự kiến. Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Park đã chỉ định ông Kim Byung-jun, một cố vấn chính sách từng phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống Roh-moo Hyun, làm thủ tướng tiếp nhận công việc của ông Hwang Kyung-an. Nhà Xanh đã chọn ông Kim là người lãnh đạo nội các Hàn Quốc, giúp đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn hiện tại và hướng tới tương lai. Còn ông Kim Jong-yong, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, được chỉ định làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, thay thế cho ông Yoo In-ho. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Park Geun Hye cũng có sự thay đổi ở vị trí Bộ trưởng phụ trách vấn đề an toàn và an ninh công cộng. Tuy nhiên, các đề cử của bà Park cần phải được Quốc hội thông qua trước khi chính thức có hiệu lực. Trước đó, các nghị sĩ của Đảng Cầm quyền và Đảng Đối lập đều kêu gọi bà Park giải tán nội các hiện nay và thành lập một chính phủ liên minh lớn nhằm khôi phục lại lòng tin vào chính quyền sau một loạt bê bối kinh tế và các tập đoàn lớn và bê bối chính trị hiện nay. Tuy nhiên, các đảng đối lập ở Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 đã phản đối cuộc cải tổ nội các được công bố trước đó cùng ngày mà không có sự tham vấn trước. Xung quanh câu chuyện chính trị này, cái tên được nhắc tới nhiều nhất chính là bà Choi Soon-sin, người bạn lâu năm của bà Park Geun Hye. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, người phụ nữ không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ, song lại là người có tầm ảnh hưởng lớn đến cả Tổng thống Hàn Quốc đã bị tạm giam. Không chỉ bị nghi ngờ can thiệp vào chính trị Hàn Quốc, mà bà Choi Soon-sin còn bị nghi ngờ sử dụng quan hệ với Tổng thống, gây áp lực cho các doanh nghiệp lớn như Hyundai và Samsung, đổ 77,4 tỷ won, tức hơn 68 triệu đô la Mỹ vào các tổ chức do bà kiểm soát. Số tiền này lại được bà Choi sử dụng để thành lập các công ty bình phong tại Đức. Ngày hôm nay, các công tố viên Hàn Quốc thông báo họ đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy bà Choi Soon-sin nhận tiền từ tập đoàn Samsung. Theo các công tố viên, họ đã tìm thấy các bằng chứng cho thấy bà Choi nhận được khoảng 3 triệu đô la Mỹ từ tập đoàn Samsung vào năm ngoái, thông qua việc bà Choi thành lập một công ty thể thao WeDeck ở Đức. Thậm chí họ còn cho biết bà Choi đã dùng số tiền này để mua ngựa cho cô con gái Chung Jura, một vận động viên cưỡi ngựa. Sau đó, công ty này mua khách sạn 3 sao mang tên WeDeck Towners Hotel, trị giá gần 2 tỷ won, cách thủ đô Frankfurt của Đức khoảng 40 km về phía Tây Bắc vào tháng 5 vừa qua. Thông qua công ty thể thao WeDeck, cô Chung Jura đã mua rất nhiều bất động sản ở Đức. Không chỉ vậy, các công tố viên còn phát hiện bà Choi buộc các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc phải tặng tiền cho hai tổ chức văn hóa của chính phủ là MIA và K-Sport. Tổ chức K-Sport đã chọn công ty WeDeck Sport của bà Choi chịu trách nhiệm quảng bá các chương trình du lịch trước thềm Olympic Tokyo 2020. Con gái bà Choi cũng từng giành huy chương vàng bộ môn cưỡi ngựa tại Thế vận hội Incheon châu Á năm 2014. Những kết quả ấn tượng này dấy lên nghi ngờ do mối quan hệ thân cận giữa bà Choi và Tổng thống Park làm xúc tác. Ngoài quan chức cấp giám đốc điều tra của Lotte và tập đoàn SK, cơ quan công tố chuẩn bị triệu tập thêm nhiều quan chức cấp cao của các tập đoàn lớn khác như CJ để điều tra liên quan tới bê bối của bà Choi. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng lục soát 8 ngân hàng và tịch thu các tài liệu giao dịch tài chính liên quan tới bà Choi Soon-sin để phục vụ điều tra. Ngoài bà Choi và Tổng thống Park, dư luận đang tập trung vào một người đàn ông 40 tuổi tên là Koo Young-tae, được cho là người tình của bà Choi nên nắm giữ rất nhiều bí mật. Mặc dù ngày 25 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã đưa ra một lời xin lỗi công khai, nhưng động thái này cũng không đủ để trấn an dư luận, nhất là những người biểu tình đòi bà từ chức.
không chỉ đối mặt với tỷ lệ ủng hộ giảm xuống mức thấp chưa từng có là 17,5%, hay bị chính đảng của mình quay lưng lại. Mà theo nhiều người, vụ bê bối chính trường lần này ở Hàn Quốc còn có thể kéo theo những hậu quả hết sức khó lường. Hiện tại, làn sóng phản đối Tổng thống Park Geun-hye vẫn lan rộng và theo nhiều chuyên gia, Tổng thống Park Geun-hye có thể phải đối mặt với nguy cơ bị luận tội, song việc này cần phải thông qua tòa án tối cao. Mục đích của các cuộc biểu tình này là yêu cầu bà Park Geun-hye từ chức. Tôi nghĩ bà Park nên phải chịu trách nhiệm trước tất cả mọi việc. Nhiều chuyên gia chính trị lo ngại, lập trường cứng rắn của Hàn Quốc đối với các vấn đề quốc tế, nhất là Triều Tiên, có thể chệch hướng trong giai đoạn còn lại cuối nhiệm kỳ của bà Park, bởi các chính sách Triều Tiên của Hàn Quốc như các biện pháp đối phó với chương trình hạt nhân có thể phát huy hiệu quả khi chính phủ đảm bảo được sự ủng hộ của dư luận và sự phối hợp của quốc tế. Tuy nhiên, không có sự hậu thuẫn của dư luận trong nước, đối với các vấn đề nội bộ, sự ủng hộ của quốc tế cũng có thể sẽ không còn. Một số nhà phân tích khác còn lo ngại, bê bối này có thể ảnh hưởng tới uy tín của bà Park trên trường quốc tế, nhất là trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, khi Hàn Quốc vừa quyết định cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối trên lãnh thổ của mình. Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản được lên kế hoạch vào cuối năm nay, có nguy cơ sẽ chịu tác động của vụ bê bối liên quan bà Park và bạn thân, dù các bên chưa xác định thời gian, chương trình nghị sự hay các chi tiết khác. Bên cạnh đó, bê bối này còn đe dọa sẽ làm phức tạp thêm quá trình hoạch định chính sách trong giai đoạn khó khăn, thường gặp ở cuối nhiệm kỳ duy nhất của các tổng thống Hàn Quốc. Những bê bối chính trị hiện nay tại Hàn Quốc không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Tổng thống Park Geun-hye, mà thậm chí nó có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định tranh cử Tổng thống Hàn Quốc vào cuối năm 2017 của ông Ban Ki-moon. Bởi trước đó có nhiều tin đồn cho rằng bà Park Geun-hye đã ủng hộ ông Ban Ki-moon trở thành lãnh đạo của đảng Saenuri. Bất chấp cuộc thay máu trong nội các sâu rộng nhất, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng tất cả điều này vẫn chưa thể khôi phục lòng tin cho Tổng thống Park Geun-hye. Từng được mệnh danh là bà đầm thép của Hàn Quốc và là con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee, nhiều chuyên gia lo ngại Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể áp dụng các chính sách chuyên quyền của cha bà, người từng được mệnh danh là nhà độc tài. Liệu bà Park Geun-hye có thể vượt qua được cơn sóng gió này để tiếp bước sự nghiệp chính trị? Chúng ta hãy cùng theo dõi trong các chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây tiếp theo. Thưa quý vị, nước Đức đang trở thành điểm đến ưa thích của dòng vốn đến từ Trung Quốc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã bỏ ra hơn 11 tỷ đô la Mỹ để thâu tóm các doanh nghiệp Đức bằng số tiền của cả năm 2015. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel có vẻ không mấy mặn mà với dòng tiền từ Beijing. Bằng chứng là chỉ trong vòng một tuần, Berlin đã hai lần ngăn chặn công ty Trung Quốc mua lại doanh nghiệp của Đức với lý do an ninh. Những thương vụ bất thành này chỉ là một phần trong làn sóng đổ bộ của các nhà đầu tư Trung Quốc tại Đức, và làn sóng này lớn đến nỗi Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel đã phải thốt lên rằng doanh nghiệp Trung Quốc đang thực hiện tour mua sắm tại Đức với danh sách dài các công ty được quan tâm. Một cảnh tượng đã trở nên quen thuộc tại những thành phố lớn của Đức. Du khách Trung Quốc đổ về các cửa hiệu cao cấp ở đây và mạnh tay chi tiêu. Tuy nhiên, người chịu chi thực sự chính là các công ty Trung Quốc đang thâu tóm doanh nghiệp Đức. Hai năm trước, Exxon, nhà sản xuất bán dẫn của Đức, nhận được đơn đặt hàng khổng lồ của tập đoàn San có trụ sở tại thành phố Xiamen, Trung Quốc. Nhưng vào cuối năm ngoái, San đã đột ngột hủy đơn hàng, khiến Exxon như đứng trên bờ vực thẳm. Giá cổ phiếu của hãng chào đảo. Tháng 5 năm nay, Exxon đã đồng ý bán mình cho quỹ đầu tư Fujian của Trung Quốc, đơn vị được cho là có quan hệ với San. Thương vụ này đã bị Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyết còi, nhưng trước đó công ty Media của Trung Quốc đã kịp hoàn tất thương vụ mua bán Kuka, tập đoàn robot được coi như biểu tượng phát triển kinh tế tương lai của Đức. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã bỏ ra hơn 100 tỷ euro để mua lại 37 doanh nghiệp Đức, gần bằng với con số của cả năm 2015. Những con số có thể chưa dừng lại tại đây. Trung Quốc đang đàm phán mua lại một số doanh nghiệp lớn của Đức, trong đó có những cái tên như tập đoàn tài chế Anba, nhà sản xuất xe Nankion và một ngân hàng tư nhân ở Frankfurt. Các thương vụ thu mua của doanh nghiệp Trung Quốc không phải là chuyện lạ, bởi nó đã diễn ra nhiều năm nay. Nhưng quy mô của các thương vụ thâu tóm thì đang gia tăng nhanh chóng. Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, lượng vốn mà Trung Quốc bỏ ra để thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài là hơn 200 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cùng với sự gia tăng về quy mô thì những nhà đầu tư giàu có từ Trung Quốc cũng đang mở rộng phạm vi đầu tư và hướng tới lĩnh vực công nghệ trọng yếu với mục tiêu là đưa Trung Quốc từ công xưởng của thế giới trở thành cường quốc sản xuất hàng đầu. Và châu Âu với sự tập trung của nhiều công ty công nghệ cao đang là điểm đến ưa thích của dòng tiền từ Trung Quốc. Aegon, tập đoàn sản xuất bán dẫn của Đức. Nhà sản xuất robot Kuga. Tập đoàn hóa chất Thụy Sĩ Syngenta. Công ty video game Phần Lan Supercell là những cái tên mới nhất được đặt vào danh sách mua sắm của các doanh nghiệp Trung Quốc. Tất cả đều có một điểm chung, đó là thương hiệu lớn trong lĩnh vực công nghệ cao. Việc đặt những công ty như Aegon hay Kuga trong giỏ mua sắm đã cho thấy sự thay đổi trong làn sóng đầu tư của Trung Quốc. Vài năm trước, doanh nghiệp Trung Quốc đổ tiền vào những công ty đang gặp khó của châu Âu như hãng xe hơi Volvo của Thụy Điển, tập đoàn nghỉ dưỡng Club Med của Pháp hay cảng biển Piraeus của Hy Lạp. Nhưng một năm trở lại đây, phần lớn các vụ thâu tóm của Trung Quốc đều nhắm tới mục tiêu là các công ty công nghệ cao hàng đầu châu Âu. Sự chuyển đổi hướng đầu tư này có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Năm ngoái, Trung Quốc đã công bố kế hoạch Made in China 2025 nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất trong 10 lĩnh vực, trong đó có chế tạo người máy, thiết bị hàng không không gian, dược phẩm và công nghệ thông tin. Để thực hiện mục tiêu trở thành cường quốc sản xuất của thế giới, không có gì nhanh hơn là Trung Quốc vung tiền thâu tóm các công ty phương Tây, bởi điều đó cho phép nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sở hữu công nghệ tiên tiến nhanh hơn so với tự nghiên cứu. Với vị thế là nền kinh tế lớn nhất châu Âu cùng thế mạnh về công nghệ cao, rõ ràng Đức là một thị trường hấp dẫn với các nhà đầu tư Trung Quốc. Ở chiều ngược lại thì Beijing cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của Berlin. Nhưng làn sóng thâu tóm và sát nhập của các doanh nghiệp Trung Quốc lại đang khiến quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước bị phủ bóng bởi những tranh cãi về vấn đề mở cửa đầu tư. Làn sóng thu mua của các doanh nghiệp Trung Quốc đang khiến Đức cảm thấy bị đe dọa. Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel hồi tuần trước đã phải ngăn chặn hai hồ sơ mua lại doanh nghiệp Đức từ các nhà đầu tư Trung Quốc. Hồ sơ đầu tiên liên quan đến công ty Aegon, nhà sản xuất bán dẫn của Đức. Quỹ đầu tư Fujian Grand Chip Investment, FGC từ Trung Quốc đã công bố ý định mua công ty trên từ tháng 7 vừa qua. Quỹ đầu tư của Trung Quốc đã đặt lên bàn 670 triệu euro và được đến 65% cổ đông ủng hộ cho thương vụ này. Nhưng đến ngày 21 tháng 10, khi đến hạn trả lời về yêu cầu của bên mua, chính quyền Berlin rút lại quyết định cho phép bán vì lý do an ninh liên quan lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Vài ngày sau đó, Bộ trưởng Sigmar Gabriel lại công bố quyết định ngưng cuộc thương lượng giữa công ty bóng đèn Osram của Đức với tập đoàn điện tử San'an Optoelectronics của Trung Quốc. Thậm chí, ông còn đề ra một kế hoạch 6 điểm trình lên chính phủ liên bang và lên các thể chế của Liên minh châu Âu để giới hạn các nhà đầu tư nước ngoài mua lại các công ty châu Âu. Và kế hoạch này của ông dường như cũng đang nhận được cái gật đầu từ chính phủ. Chính phủ Đức mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cả Trung Quốc. Tuy nhiên, Đức sẽ bảo vệ các công ty của mình trước những điều kiện thương mại không công bằng. Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng cảnh báo, Trung Quốc đang cản trở đầu tư trực tiếp từ những đối tác châu Âu vào các công ty của nước này và áp dụng những yêu cầu phân biệt đối xử với các thương vụ thâu tóm từ nước ngoài. Chúng tôi muốn thảo luận với phía Trung Quốc rằng liệu có tồn tại việc ngăn cản các doanh nghiệp Đức và châu Âu đầu tư vào nước này hay không. Chúng tôi đã thấy những biểu hiện như vậy. Chúng tôi muốn có sự trao đổi có đi có lại. Tôi nghĩ đó là điều công bằng. Trái với hoài nghi của Berlin, Beijing cho biết sẵn sàng tạo môi trường đầu tư tích cực cho cả các công ty trong và ngoài nước. Trung Quốc và châu Âu đang trong giai đoạn phát triển khác nhau, nên sự phát triển kinh tế và cách quản lý cũng khác nhau. Nhưng chính phủ Trung Quốc vẫn làm hết sức mình để chào đón và có những chính sách cuốn hút các công ty nước ngoài. Liệu những tranh cãi giữa hai nước về mở cửa đầu tư này có được hóa giải trong chuyến thăm Trung Quốc diễn ra ngày hôm qua mùng 1 tháng 11 của Bộ trưởng Kinh tế Đức hay không? Câu trả lời vẫn còn để ngỏ. Chỉ từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã bỏ ra gần 200 tỷ đô la Mỹ để mua các công ty nước ngoài. Đó là một số tiền khổng lồ. Nhưng có một con số cũng đáng lưu ý không kém, đó là khoảng 40 tỷ đô la Mỹ giá trị các thương vụ đề xuất của Trung Quốc đã vấp phải rào cản và bị hủy bỏ vì những tiềm ẩn rủi ro trong an ninh năng lượng, quốc phòng và ổn định tài chính. Rõ ràng là có nhiều yếu tố khiến các quốc gia đưa lên bàn cân trước khi đi đến quyết định cuối cùng về việc cho phép hay không cho phép một thương vụ mua bán và sát nhập. Đó cũng là lời kết cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.